Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái kỹ thuật ghép cái cây xoài. Đây là mình ghép trên cái cây xoài thân lớn rồi nhé. Như bạn thấy đây là cái cây xoài mình đã ghép được 2 tháng. Hiện nay thì cây xoài này trôi ra rất là đẹp rồi. Đấy. Ban đầu thì mình đã ghép 5 chôi tất cả ở trên này, nhưng mà nó có hai cái chôi này thì nó đã bị chết này, nhưng mà ba cái chôi còn lại này rất là đẹp. Và ba cái chôi này là thuộc ba dòng xoài khác nhau các bạn nhé. Các bạn thấy ở đây, đây là cái cây xoài tím các bạn này. Đấy. Còn đây là cái cây xoài Thái, và đây một cây nữa, nó là cái xoài Úc các bạn nhé. Thì cây này hiện tại mình ghép được 2 tháng, mà các bạn thấy ở các cái vị trí ghép ở đấy thì vì cái cây xoài này là cây nó cực lớn, cho nên việc ghép cây này cũng khá là khó khăn. Các bạn thấy đường kính của cây này rất lớn, và nó ở đây nó có tới những 4 cái nhánh bé, và mỗi nhánh như thế đường kính nó tới 20 cơ. Riêng cây này thì nó gần 30 các bạn nhé, rất lớn luôn. Và quá trình ghép cái này thì mình đã phải dùng cái loại băng keo công nghiệp này, chuyên để dùng đóng các loại thùng cắt tông để mình ghép vào đây. Và các bạn thấy cái da, tức là cái vỏ của cây xoài này nó rất là dày, như các bạn thấy quan sát ở trên này. Đấy, có nhiều chỗ dày, nó tầm gần 1 phân. Đấy. Và khi các bạn sẵn vỏ vào thì nó là khá là dày. Và để ghép cái cây này thành công thì các bạn nên trực tiếp ghép ở phía dưới thân như thế này, các bạn không nên ghép ở phía trên này. Ở trên này thì mình cũng đã ghép, nhưng mà tỷ lệ sống của nó rất là kém, tại vì ở đây những cái vỏ to này thì sau này tiếp xúc với ánh nắng hoặc để thời gian lâu thì nó sẽ bị hở, và việc liền giá sẽ khó hơn, cho nên là các bạn phải di chuyển xuống ở phía dưới thân này. Đấy, cách ở phía trên này một đoạn nhất định để đảm bảo là cái da này sau này nó sẽ liền xèo với nhau, liền xèo với cái đoạn cây ghép. Ở đây thì mình đã sẵn ngang một đường ở đây, và sau đó mình chẻ một đường dọc sao cho cái vết sẵn ở đây vừa vào chạm tới thân cái cây xoài các bạn nhé. Sau đó tiếp tục ở đây thì các bạn lại mở thêm một cái cửa sổ ở đây tương ứng với cái cây này ở đây. Nó giống như cái này luôn các bạn nhé. Đấy, sau đó là các bạn bỏ vào đây. Thì hiện tại là nó được ghép trên một cái cây gốc lớn, cho nên là các bạn thấy nó phát triển rất là khỏe và nhanh các bạn nhé. Còn ở đây nếu mà các bạn ghép ở trên những cái chôi bé thế này, thì theo quan sát của mình và kinh nghiệm ghép của mình thì ghép ở trên những cái chôi này thường nó sẽ phát triển chậm hơn. Và giờ như các bạn thấy ở đây, những cái chôi này nó lên ở đây thì gần như cái chôi này nó sẽ không có dinh dưỡng mấy nữa, và nó sẽ bị đụt hơn ở cái chôi này, và nó sẽ bị bẻ dần. Ở đây trước thì nó vẫn rất đẹp, nhưng mà giờ những cây này nó toàn bộ dinh dưỡng nó nuôi những cái cành này, cho nên là giờ hiện tại đấy các bạn thấy cây này nó không được đẹp lắm các bạn này. Đấy, cho nên là mình khuyến cáo các bạn không nên ghép tỉa ở những cái cành nhỏ này. Nếu mà có những cái thân lớn này thì các bạn trực tiếp ghép lên những cái thân lớn này thì thứ nhất là tỷ lệ thành công nó cao hơn, và cái sự phát triển nó sẽ nhanh hơn. Đấy. Thì các bạn nên tiến hành ghép trực tiếp lên những cái thân lớn này, bất kể nó là thân cái cây gì, nhưng mà các bạn cứ dùng cái phương pháp ghép này thì các bạn sẽ thành công nhé. Đấy. Các bạn thấy đây, những cái này giờ nó đã liền với cái thân cây, và nó đã ra được thêm những cái chồi bẻ đây. Đây. Các bạn thấy chồi của nó rất là khỏe. Đấy. Trong quá trình ghép thì các bạn phải chú ý thường xuyên xem quá trình bọc thì đây các bạn tốt nhất là các bạn dùng những cái túi ni lông lớn để các bạn bọc nguyên toàn bộ cây này trong vòng khoảng 3 tuần, sau đó các bạn hãy bỏ ra các bạn nhé. Còn ở bên
Ngoài cái chồi này thì mình có bọc một lớp cái dây ni lông tự hủy, sau đó mình lại bịt thêm một lớp ở bên ngoài nữa, bọc trùm thêm một cái túi to ở đây nữa thì nó sẽ thành công cao hơn. Và các bạn thấy đây là kết quả sau khoảng hơn 2 tháng mình ghép cái cây xoài lớn này. Đây thì chúc cả nhà sẽ tiến hành ghép thành công đối với cây xoài nhé.